jungle. Em xin được kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa Việt Nam nhé. Ngày hôm nay em lại tiếp tục đi vào bản Mông này. Xin được giới thiệu tới anh em một cá thể chó bản địa Việt Nam, chó của người Hâm Mông nuôi anh em nhé. Chó được bắt tại bản Mông hoang dã luôn. Cá thể ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em có một màu lông rất là đặc biệt và cực kỳ là hiếm luôn, màu lông xám đá. Cá thể chó cái, chó khoảng gần 2 tháng tuổi. Rồi, anh em chúng ta cùng quan sát tổng thể. Với cá thể ngày hôm nay em giới thiệu cho anh em có một cái màu lông rất là đặc biệt và cực kỳ là hiếm, trong 100 con thì chỉ có 1-2 con như này luôn. Đây là một trong số những cái cá thể mà màu lông anh em đang săn lùng rất là nhiều, màu lông xám đá. Anh em chúng ta cùng quan sát tổng thể này. Đầu thủ cung vọng trên tay rất đẹp luôn, đầu tròn như quả bóng này. Đấy, tai nhỏ tí xíu, tai đang lên rồi anh em ạ. Cá thể chó cái màu lông xám đá, thể chó rất đẹp và cực kỳ là hiếm luôn. Em bảo hành cho anh em, chó được bắt tại bản Mông hoang dã luôn. Rất là lâu rồi em mới tìm và mua được con chó với một cái màu lông như thế này. Chó cực kỳ là đẹp và màu lông cực kỳ là hiếm luôn. Cá thể chó của người Hâm Mông, chó được bắt tại bản Mông hoang dã. Cá thể chó cái màu lông xám đá, chó khoảng gần 2 tháng tuổi. Đã ăn uống rất tốt rồi, đã tắt sữa mẹ rồi. Thôi anh em nào kết cá thể nhà mẹ em giới thiệu, anh em có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc Zalo 0334827412 để sở hữu được cá thể chó có màu lông xám đá. Cá thể chó cái, chó của người Hâm Mông, chó được bắt tại bản Mông hoang dã. Rồi, anh em hãy cùng tiếp tục like, đăng ký và chia sẻ kênh Việt Nam Chó Bản Địa để có được những cá thể chó bản địa Việt Nam đẹp nhất. Một lần nữa, xin được kính chúc sức khỏe và kính chào tất cả anh em đam mê.